Vâng, chúng ta lại gặp nhau trong một clip mới ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9 năm 2023. À, buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục bên em về được một cặp loa Mỹ 3 đường tiếng đây. Đấy, một cặp loa Mỹ PV các bác nhá. Đấy, sử dụng bát 40 từ 2 côn 100, 120, 1 tép kèn. À, tình trạng hàng vừa về em vệ sinh qua này, chưa tỉa tót các bác nhá. Rồi. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ, thông số kích thước của con loa này chiều cao khoảng trên 80. Đấy, bề ngang này khoảng 50 này, sâu 60. Đấy, thì cặp loa này có cái model là SP3 các bác nhá. Đấy, công suất 1200W max, trở kháng 8 ohm. Đấy, giải tần hoạt động là 1800Hz. Đấy, loa đẹp lắm các bác này. Đấy, loa đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy. Đấy, hàng vừa về xong. Duy nhất cặp PV SP3. Đấy, bên em chuyên săn lùng những cặp loa PV Mỹ xịn, đẹp và zin nguyên để cung cấp cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Cặp loa PV đây, mã sản phẩm đây các bác, SP3, hỗ trợ hai cổng jack 6 ly và hai cổng ly chích, trở kháng 8 ohm đây các bác, công suất max 1200. Đấy, hàng Mỹ các bác nhá. Đấy, made in USA. Đấy. Đấy, loa đẹp lắm các bác. Đấy, đẹp cấu cạnh này các bác. Đấy. À, loa đẹp xuất sắc các bác nhá. À, chất âm của cặp này phải nói tuyệt vời, nghe nhạc hát karaoke hết nước chấm. Đấy, đẹp không các bác? Đấy. Đấy, bát 40 các bác nhá, bát 40 này, từ hai cô 100 chung 20 đây các bác. Đấy, một tép kèn 3 đường tiếng. Đấy. Đấy, cặp loa đẹp xuất sắc như thế này. À, với cái mã là SP3. Đấy, bát 40 từ 2 côn 100 chung 20, một tép kèn. À, tình trạng zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, tình trạng bên em bao nguyên zin. Đấy, cặp loa này đang có giá đầu tư trên 32 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhá. Đấy. Đẹp không? Đấy, loa đẹp lắm. Thiết kế hai cái lỗ thoát hơi này. Đấy. Ốc lục giác hết các bác nhá, đẹp từ con ốc này. Đấy, rất đẹp các bác. Đấy. Đẹp từng chi tiết. Rồi, ok, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại Thị Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, bao zin nguyên bản, bao đẹp, cặp loa PV SP3 3 đường tiếng các bác nhá. Đấy, 32 triệu, bác nào có nhu cầu chốt cặp này liên hệ bên em. Đấy. Rồi, xin chào các bác nhá.